Dis là một loại bức xạ vô hình có thể xuyên qua cơ thể của chúng ta và các đồ vật. Chúng đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực y học vì Dis cho phép các bác sĩ nhìn thấy bên trong cơ thể chúng ta mà không cần phải tiến hành phẫu thuật. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của Dis. Chúng là một loại bức xạ điện từ giống như ánh sáng hoặc sóng vô tuyến. Tuy nhiên, chúng có năng lượng cao hơn nhiều so với ánh sáng, giúp TX có thể xuyên qua các vật thể mà ánh sáng không thể xuyên qua. Hãy tưởng tượng bạn có một chiếc đèn pin cực mạnh. Nếu bạn cố gắng chiếu nó qua một bức tường, ánh sáng sẽ không xuyên qua được vì bức tường quá dày. Nhưng những TX này có đủ năng lượng để xuyên qua các bức tường và thậm chí cả cơ thể chúng ta. TX được phát hiện một cách tình cờ vào cuối thế kỷ 19. Một nhà khoa học đang thử nghiệm với tia cực âm, đây cũng là một loại bức xạ. Khi đó, ông đang làm việc trong phòng thí nghiệm và nhận thấy rằng một màn hình huỳnh quang gần đó bắt đầu phát sáng mặc dù nó không bị tia cực âm chiếu vào trực tiếp. Ông nhận ra rằng có thứ gì đó vô hình đang gây ra huỳnh quang và đặt tên cho nó là tia X vì X là ký hiệu toán học của một thứ chưa biết. Ông tiếp tục thử nghiệm với những tia này và phát hiện ra rằng chúng có thể xuyên qua nhiều vật thể như thịt và xương nhưng không xuyên qua các vật liệu đặc hơn như kim loại. Ông cũng phát hiện ra rằng TX có thể tạo ra hình ảnh trên các tấm ảnh giống như máy ảnh chụp ảnh. Cách thức hoạt động của loại tia này khá hấp dẫn. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước ngọn đèn sáng và đưa tay ra trước mặt. Bàn tay của bạn chặn ánh sáng và bạn không thể nhìn xuyên qua nó. Nhưng nếu bạn đặt một tờ giấy lụa trước bàn tay của mình, một số ánh sáng sẽ xuyên qua và bạn sẽ có thể nhìn thấy đường viền của bàn tay mình. TX hoạt động theo cách tương tự. Khi bác sĩ muốn chụp X-quang một bộ phận trên cơ thể bạn, họ sẽ yêu cầu bạn đứng hoặc nằm cạnh máy. Thiết bị này có một tấm đặc biệt có thể chụp ảnh. Giả sử bác sĩ muốn kiểm tra thêm cánh tay của bạn, họ sẽ đặt tấm X-quang ở một bên cánh tay của bạn và máy ở bên kia. Sau đó, máy sẽ tạo ra một chùm TX có kiểm soát đi qua cánh tay của bạn. Hãy nhớ chúng ta đã nói về việc tờ giấy lụa cho phép một số ánh sáng đi qua như thế nào. Chà, trong trường hợp này, một số tia đó sẽ đi qua cánh tay của bạn, trong khi những tia khác sẽ bị các bộ phận đặc hơn của cơ thể bạn, chẳng hạn như xương, hấp thụ hoặc chặn lại. Tấm này chụp các tia X đi qua cánh tay của bạn và nó tạo ra một hình ảnh. Hình ảnh này cho thấy xương và các cấu trúc khác bên trong cơ thể bạn, cho phép bác sĩ xem liệu có bất kỳ vấn đề hoặc chấn thương nào không. Bây giờ bạn có thể thắc mắc tại sao TX có thể xuyên qua một số thứ mà những thứ khác thì không. Điều này tùy thuộc vào mật độ và thành phần của các đối tượng. Các vật liệu đặc hơn như xương hấp thụ nhiều TX hơn, do đó chúng có màu trắng trong ảnh. Vì vậy, khi bạn nhìn vào kết quả, bạn sẽ thấy xương của mình được phản chiếu thành các hình dạng màu trắng. Các mô khác, chẳng hạn như cơ bắp và các cơ quan, ít đậm đặc hơn và cho phép một số tia sáng đó đi qua. Vì vậy, chúng xuất hiện dưới dạng bóng xám. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng có một cách hoàn toàn mới để nhìn được bên trong các vật thể mà không cần sử dụng tia X? Tôi không nói về sức mạnh ma thuật nhé. Hãy ngồi thoải mái trong khi tôi giải thích holography là gì. Kỹ thuật khoa học hấp dẫn này cho phép chúng ta nhìn thấy bên trong các vật thể và thậm chí bên dưới bề mặt trái đất bằng cách sử dụng một loại hạt đặc biệt gọi là muon. Những hạt cơ bản này rất giống với các electron nhưng chúng nặng hơn nhiều. Chúng được tạo ra ở tầng cao trong bầu khí quyển của trái đất khi các tia vũ trụ là các hạt đến từ không gian va chạm với các phân tử không khí. Muon rất đặc biệt vì chúng có thể xuyên qua các vật liệu khác nhau. Chúng có thể xuyên qua đá, đất và thậm chí cả các tòa nhà. Các nhà khoa học đã nhận ra tiềm năng này từ những năm 1950 khi họ đang nghiên cứu các tia vũ trụ và nhận thấy rằng một số hạt có thể xuyên qua các vật liệu dày. Các thí nghiệm holography đầu tiên diễn ra vào những năm 60. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng có thể phát hiện ra hạt muon bằng cách sử dụng các thiết bị đặc biệt gọi là máy dò hạt muon. Những máy dò này thường được đặt dưới lòng đất hoặc trong các phòng thí nghiệm được thiết kế đặc biệt để che chắn chúng khỏi các hạt khác và bức xạ nền. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động của kỹ thuật holography. Hãy tưởng tượng bạn có một vật thể lớn như kim tự tháp, ngọn núi hay thậm chí là một bức tượng cổ và bạn muốn xem những gì bên trong mà không làm hỏng nó. Đầu tiên, các máy dò được đặt xung quanh đối tượng
hoặc trong khu vực bạn muốn kiểm tra. Những máy dò này nhạy cảm với muam và có thể theo dõi đường đi của chúng. Khi một hạt như vậy đi qua máy dò, nó sẽ để lại dấu vết giống như dấu chân trên cát. Bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều máy dò, các nhà khoa học có thể tái tạo lại các đường dẫn. Đó là khi mọi thứ trở nên thật sự tuyệt vời. Bầu khí quyển của trái đất hoạt động giống như một bộ lọc tự nhiên đối với các hạt muam. Hóa ra, vật thể càng nặng thì nó càng chặn được nhiều hạt như vậy. Vì vậy, nếu bạn có một vật thể lớn và đặc, chẳng hạn như một ngọn núi, thì sẽ có ít muam đi qua nó hơn so với một vật thể nhỏ hơn, ít đặc hơn, chẳng hạn như một chiếc hộp rỗng. Sự khác biệt về số lượng hạt đến được máy dò có thể cho chúng ta manh mối về những gì bên trong các vật thể. Các nhà khoa học sử dụng thuật toán máy tính và kỹ thuật toán học để phân tích dữ liệu và tạo ra hình ảnh. Những hình ảnh này đại diện cho sự phân bố mật độ của đối tượng đang được nghiên cứu. Nó giống như việc tạo ra một bản đồ cho thấy nơi nào có mật độ dày đặc nhất và nơi nào có khoảng trống bên trong đối tượng. Khái niệm về muography tương tự như việc sử dụng bóng để hiểu hình dạng và kích thước của một vật thể. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một nguồn sáng rực rỡ và bạn đặt tay giữa nguồn sáng và bức tường. Bạn sẽ thấy bóng của bàn tay mình trên tường. Dựa trên hình dạng và kích thước của bóng đổ, bạn có thể biết bàn tay của mình trông như thế nào. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy nó trực tiếp, kỹ thuật này đã được sử dụng để nghiên cứu các đối tượng và cấu trúc khác nhau. Ví dụ, các nhà khoa học đã sử dụng nó để khám phá bên trong núi lửa và kim tự tháp, và thậm chí để điều tra cấu trúc của các ngọn núi và vỏ trái đất. Với sự trợ giúp của kỹ thuật tuyệt vời này, các nhà khoa học hiện đã khám phá ra thông tin mới về đại kim tự tháp Giza. Họ đã phát hiện ra thứ gì đó đã tránh được những kẻ trộm mộ trong nhiều thế kỷ. Họ tìm thấy một căn phòng ẩn giấu và đoán xem họ đặt tên cho nó là gì. Khoảng trống lớn. Phải, tôi biết đó không phải là cái tên sáng tạo nhất. Họ thậm chí còn sử dụng ba kỹ thuật phát hiện muam khác nhau, chỉ để chắc chắn rằng đó thực sự là một khoảng trống bí ẩn lớn bên trong kim tự tháp vĩ đại nhất. Khi tin tức về phát hiện đáng kinh ngạc này được đưa ra, các nhà chức trách Ai Cập không thể cưỡng lại sự cám dỗ để khám phá thêm. Vì vậy, họ đã mang theo một máy ảnh nội soi để xác nhận sự tồn tại của khoảng trống cổ đại này. Họ đã lắp một camera qua một trong những lỗ hổng bên dưới lối vào, và thế là xong, nó để lộ ra một hành lang. Hơn nữa, hành lang có trần chữ V. Tôi không thể không tưởng tượng người Ai Cập cổ đại sử dụng nó như một sàn nhảy siêu ngầu. Một nhóm các nhà khoa học khác đã quyết định thử một lần nữa để quét khoảng trống mới tìm thấy này. Theo họ, đại kim tự tháp Giza là nơi tiên phong trong trò chơi kim tự tháp. Nó đã sử dụng một kỹ thuật gọi là chevron, trần chữ V, để bao phủ các cấu trúc bên trong và giữ cho chúng không bị sụp đổ. Vậy tại sao người Ai Cập cổ đại lại xây dựng hành lang này và khoảng trống lớn nối liền với nó? Một giả thuyết cho rằng hành lang được xây dựng để giảm bớt áp lực bên trong kim tự tháp. Một giả thuyết khác nói rằng khoảng trống có thể là kết quả của quá trình xây dựng kim tự tháp. Nó có thể là một đoạn đường nối bên trong được sử dụng để di chuyển các khối mái vào vị trí, và sau đó nó bị bỏ lại đó hoặc lấp đầy một cách lỏng lẻo bằng gạch vụn. Theo những nhà thám hiểm khác, có thể có một căn phòng chôn cất khác đang chờ được khám phá. Họ tin rằng các kim tự tháp được xây dựng với một chút ngẫu nhiên trong quá trình xây dựng. Khi những người thợ xây dựng kỳ quan này, họ nhận ra rằng một số căn phòng sẽ không thể chịu được trọng lượng của một cỗ quan tài hùng vĩ. Vì vậy, họ nhanh chóng điều chỉnh và đưa ra những kế hoạch khác